Kim Sơn là địa phương có số công dân từ vùng dịch trở về quê hương nhiều nhất tỉnh. Đồng hành với chính quyền và nhân dân, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đã và đang tích cực tham gia phòng chống dịch, góp phần lan tỏa yêu thương, ấm lòng người xa quê và đẩy lùi đại dịch COVID-19. Toàn bộ phòng khách, phòng ở của Chư Tăng và Phật tử Chùa Quan Âm ở xã Tân Thành từ ngày 13 tháng 10 đến nay đã trở thành nơi cách ly tập trung cho hơn 100 người dân Kim Sơn từ các tỉnh thành phía Nam trở về. Đây cũng là ngôi chùa đầu tiên trong tỉnh đăng ký làm khu cách ly tập trung. Theo lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như là Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình, chúng tôi cũng kêu gọi cũng như là phát tâm để đóng góp cho bà con nhân dân. Sau khi cách ly ở tại chùa Quan Âm hoàn thành xong thì chúng tôi sẽ hỗ trợ một chút, gọi là động viên các bà con nhân dân để trở về với gia đình sớm ổn định cuộc sống đời thường. Cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng, nhiều Phật tử chung tay với nhà chùa tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu như chăn, màn, dầu ăn, khẩu trang, gạo, nước sát khuẩn, tạo điều kiện về nơi ăn, chốn ở cho công dân yên tâm thực hiện cách ly theo đúng quy định. Trên tinh thần lá lành đùm lá rách, truyền thống cha ông đã để lại để ủng hộ cho những người dân ở trong vùng dịch về đây để cách ly tập trung, thì mình cũng có một chút để hỗ trợ cùng với bà con nhân dân để cách ly có sức khỏe để còn về với gia đình. Từ đầu năm đến nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Kim Sơn đã kêu gọi Phật tử Tăng Ni ủng hộ trên 15 tấn gạo và nhu yếu phẩm trị giá gần 300 triệu đồng. Tuyên truyền sâu rộng đến 26 chùa và đông đảo Tăng Ni, Phật tử về việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Bây giờ bà con ở trong miền trong về cũng rất là nhiều. Các chùa, các cơ sở, Chư Tăng Ni Phật tử trong toàn huyện cũng đang tích cực vận động để ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID cũng như là các nhu yếu phẩm để ủng hộ cho các bà con ở trong miền trong về có cuộc sống nó đầy đủ hơn. Cùng với lại xã hội chúng ta phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID. Những hành động và nghĩa cử cao đẹp của các cơ sở tôn giáo ở Kim Sơn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, thắt chặt hơn tình đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào, quyết tâm bảo vệ thành quả của tỉnh và cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch.